Sen tây đây là một loại lồng nuôi cá các bác ạ. Mỗi chiều là 4 và chiều cao là 2. Đặc biệt là cái hàng này là có lắp rồi các bác này. Cái này để nuôi là cá lồng nhá. Cá này có thể nuôi ngoài biển, ngoài sông. Đây là hàng siêu bền, đây là hàng bãi này. Mặt lưới 3 phân. Cạnh này mỗi cạnh 1.5. Đặc biệt có cái lắp đây em này, thiết kế lúc này là để mở nhá. Khi các bác về thì các bác có thể tự buộc vào với nhau như thế này cho kín. Ở đầu này. Tiện cho các bác khi mở và lấy cá, đổ cá vào dễ dàng. Đây là phía bên trong, kín các đường may. Đây, trên lưới đen, dưới là lưới xanh. Đây, các đường đi là chốt là rất là chắc chắn. Đây toàn hàng đi thủ công, đảm bảo kín góc, lưới siêu bền nhé. Các bác còn câu hỏi gì thì cứ để lại dưới video, em sẽ trả lời tận tâm ngay khi có thể. Đây, đây các đường chốt đây, đảm bảo kín.